Theo hồ sơ, vào năm 2020, bị can Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1987, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, gặp một người phụ nữ ở huyện Mang Thích và biết người phụ nữ này có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Dubai, nên đã nói có người quen làm việc ở Dubai và có nhận làm hồ sơ xin việc ở các nông trại với mức thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng mỗi tháng, thời gian không quá 3 năm, mức phí 60 triệu đồng trên một hồ sơ. Sau đó, người phụ nữ này đã đưa cho Thúy ba hồ sơ cùng số tiền 180 triệu đồng. Thúy tiếp tục nói muốn hồ sơ được phê duyệt nhanh thì cần có chi phí nên người phụ nữ này tiếp tục chuyển trên 140 triệu đồng. Nhưng đến năm 2022 chưa được xuất khẩu lao động nên người phụ nữ này đòi lại tiền nhưng Thúy không trả, sau đó chặn liên lạc rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, công an huyện Mang Thích đã vào cuộc điều tra, mời đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy làm việc và Thúy đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản của mình. Hiện vụ việc đang được công an huyện Mang Thích tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.